Xin giới thiệu các bác một con máy cưa xích Estin MS192C nha các bác. Con này hàng chuẩn của Đức luôn. Máy công suất nhỏ, anh em sử dụng cắt cành, cắt củi nhỏ trong gia đình nha các bác. Máy hàng chính hãng của Đức sản xuất nha các bác. Full rin hết từ A đến Z, trọng lượng là 4 kg. Đó, trọng lượng 4 kg, lam dài 40, chỉ trên đất còn được 35 nhá. Xin phép test nổ cho anh em, con này đời 2017 nhá.